Bây rồi. Vâng, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Hiện tại thì chúng tôi đang ở công trình nhà anh Định, và bên cạnh tôi thì là anh Đực đang chủ thi công công trình này cho anh Định. Thì hôm nay chúng tôi về kiểm tra cốt thép mái, và chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ thì tất cả cái việc đầu dầm và các vị trí kết cấu thì đã làm rất là đúng theo bản vẽ. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ review lại với anh chị một đoạn để chúng ta xem là khi kiểm tra về mái thì chúng ta cần kiểm tra những gì. Thì giới thiệu với anh chị, đây là anh Lực, thì phụ trách thi công xây dựng ở cái khu vực Lục Nam này các anh chị nhé. Thì tôi hỏi anh Lực một chút là khi anh cầm cái hồ sơ bản vẽ nhà đẹp Green thì anh thi công thì anh cảm thấy như nào anh? Thực ra là tôi đến công trình nhà anh Định, là tôi chủ thi công, tôi đến cầm cái bản vẽ. Thực ra là tất cả mọi thứ kết cấu và hình thức đều rất tốt, cho nên là trong quá trình thi công nó cũng không có cái gì nó trắc trở với tôi cả, bởi vì trong bản vẽ tôi đã xem qua và mọi thứ nó đều rất ổn và rất thực tế. Vâng, thế là cái anh có hồ sơ bản vẽ thì anh làm nó rất là thực tế và nó chính xác, đỡ phải gọi điện nhiều cho chủ nhà đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, thế nếu bây giờ anh có một lời khuyên, nếu mà khuyên tất cả các anh chị ở khu vực Lục Nam Bắc Giang này mà xây nhà thì có nên sử dụng bản vẽ thiết kế không anh? Theo như kinh nghiệm đi xây từ mọi năm thì những năm trước ấy thì dân rất ít làm thiết kế, nhưng bây giờ thực ra là có những cái thiết kế và bản vẽ thì thực ra như chúng tôi thi công nó rất dễ và đơn giản, và mọi thứ nó cũng đều chắc chắn hơn rất nhiều, nó không phải dựa theo một cái quy trình như mọi năm nữa, mà bây giờ toàn bộ đã được cân đong đo đếm hết rồi. Và khi có bản vẽ thiết kế thì từ chủ đến thợ thi công cũng nhàn hơn đúng không anh? Đúng Vì rồi. mọi cái nó rõ ràng rồi đúng không anh nhỉ? Mọi thứ nó Và có trong tính toán máy tính hết rồi. ok anh. Đây anh chị, chúng ta sẽ kiểm tra mối buộc A150. Đây, các anh chị sẽ nhìn khoảng cách của chúng ta. Tôi đo cái khoảng này là 90 đây. 90 thì chúng ta sẽ có cái khoảng ô đây, 150 này các anh chị nhìn. 1 này. Đấy, 50 này, 150, 30, 45. Đấy, 60, 65 và 90. Đấy, đo như này rất là chuẩn các anh chị nhé. Và ở đây thì cũng tương tự, các chiều đều như nhau. Nếu đo 90 thì khoảng đây 15 30. Đấy, các anh chị nhìn này, đến đây 90. Thì ở đây thì có tất cả các mối buộc đều buộc. Thì theo anh là một số các bác thợ thi công là vừa buộc một mối bỏ một mối, thì chúng ta có nên làm như thế hay là chúng ta buộc hết như này thì nó tốt hơn? Nếu như mà mình có điều kiện mà có thời gian thì tốt nhất hơn cả mình sẽ buộc tất cả lại cho nó có những cái nó chắc chắn hơn, nó chắc chắn hơn rất nhiều. Và nếu mình nên buộc hết đúng không? Đúng Thì rồi. nó sẽ chắc chắn hơn cho cái công trình đúng không? Rồi chúng ta kiểm tra thêm cái phần dầm. Ở đây là dầm thiết kế là 20-40, thì chúng ta sẽ đo khoảng đai. Ở đai đây là chúng ta đo đây là đai 16, thì chúng ta sẽ khoảng hai bên chúng ta sẽ là lớp bảo vệ của bê tông của chúng ta được 2 cm, thế chuẩn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đo chiều cao. Chiều cao ở đây để chúng ta xem đạt cái dầm 40. Đấy, chiều cao đây của chúng ta đây là cũng tương tự là 36. 36 thì khoảng hở của bê tông chúng ta muốn bên là 2 cộng vào thành 40. Thế này là đạt tiêu chuẩn các anh chị nhé. Tiếp theo thì ở vị trí ở đầu dầm. Ở đầu dầm chúng ta sẽ tăng cường đai A100. Đây thì các anh chị nhìn cái khoảng cách A100 đây. Đấy, đai của chúng ta A100 này. Đấy. Thì ở đây vị trí đầu dầm từ cột ra thì anh Lực làm rất là chính xác, chúng ta tăng cường đai rồi. Và ở đây trên phía trên này thì chúng ta có thêm một cái cây nữa để chúng ta ở phần gối đầu cột, nó rất là chính xác và đầy đủ. Thì cũng qua video vừa rồi thì chúng tôi cũng đã kiểm tra nhanh cho tất cả các anh chị về cái phần thứ nhất là lớp thép sàn là đan hai lớp A150 đều đúng, và tất cả vị trí đầu cột thì cũng có thép tăng cường. Cũng qua video này chẳng cảm ơn tất cả các quý khán giả đã xem dõi video, và cảm ơn gia đình anh Định đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Một phần rất là quan trọng từ bản vẽ thiết kế đến khi hoàn thiện đó là đội thợ thầu thi công, thì cũng rất là chân thành cảm ơn anh Lực đã làm cái công trình này rất là chuẩn mực và rất là đúng so với kỹ thuật cũng như với hồ sơ bản vẽ của nhà đẹp Green. Một lần nữa chân thành cảm ơn anh. Cảm ơn. Và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video tiếp theo. Các anh chị cần tư vấn thiết kế thì liên hệ ngay với nhà đẹp Green theo số line là 0386 325 566, chúng tôi sẵn sàng phục vụ các anh chị nhé. Ok rồi, em cảm ơn anh.